N trên một cái sàn Bobit nha các bạn. Thì các bạn làm theo hướng dẫn của mình để nhận top càng. Các bạn đầu tiên, bạn nào chưa có tiền thì bấm vào ba dấu gạch đăng ký một tài khoản. Còn bạn nào chưa có tài khoản rồi thì cũng tham gia chơi cùng mình các bạn. Rồi bấm vào Register nè. Rồi các bạn đăng ký một cái tài khoản trên sàn nha các bạn. Đăng ký tài khoản thì rất dễ. Đầu tiên email password, giải xác nhận password, rồi chấp nhận vào điều khoản, bấm vào Register. Rồi các bạn vào mail config là xong nha các bạn. Rồi các bạn click cái phần link thứ hai của mình, follow một cái trang Facebook và một trang Twitter nha các bạn. Rồi các bạn điền email đăng ký cái sàn Bobit nè. Top cần mình sẽ nhận được có ký hiệu là N. Ba top cần nha các bạn. Ba top cần này cũng có giá trị lắm ạ. Rồi các bạn đăng ký một cái email trên sàn khai báo các bạn để nhận thêm hai top cần nữa. Anh Nhân Quỳnh. Rồi các bạn mở cái Facebook lên nè. Rồi các bạn chấp vào ba dấu gạch nè, các bạn bấm nút khác nè, các bạn sao chép đến trang cá nhân này nha các bạn. Rồi theo thì các bạn mở theo qua lên nè. Mình hướng dẫn các bạn khai báo nha các bạn. Kèo này là một kèo hot. Các bạn nhớ like và cho bỏ lại một like và một subscribe để ủng hộ mình các bạn. Mình cảm ơn tất cả các bạn thật nhiều luôn. Các bạn thông cảm nha các bạn. Mẹ nó cái trang cheater này. Rồi các bạn lấy chờ 3 dấu gạch nha các bạn. Rồi các bạn copy cái username này của mình nha các bạn. Rồi các bạn trở về các bạn khai báo nữa. Rồi các bạn bắt cái profile link Facebook này. Rồi từ tại nhiên tôi. Rồi các bạn, rồi ID các bạn copy các bạn bắt vào các bạn. Cộng Win VNH9. Giờ bấm ống gỡ là xong nha bạn. Để mình copy dán lại bạn, nay mình lộn. Đâu có chữ cộng đây nè. Giờ bạn bắt dán mà. Rồi bấm ống gửi nha. Trời ngon không, tại cái máy mình lót chậm tức thiệt. Rồi vậy là mình đã hoàn thành nhiệm vụ dự án. Các bạn nhớ like và subscribe, bỏ lại giá một cầu mọi để cập nhật mọi thông tin từ kênh Kinh Tế 80. Chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Dừng ông nội ơi, nóng đập cái bóp.